chương thứ 3. Lần khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bằng tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ tay thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra tức thì bàn luận với Phe-rô-t, nghịch cùng Ngài đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-li-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền chung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài bảo môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh gì cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài, bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng nó, chớ tỏ cho ai biết mình. Kế đó, Đức Chúa Giêsu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; Andrê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chính tên này đã phản Ngài. Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu họ đến dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Satan đuổi được quỷ Satan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được, là nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Satan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được. Nhưng nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng, họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng bao giờ được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị tà ma ám. Mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy.